xịt sạch. Con này nó bị hiện tượng là hòa ga nhé, nó không hồi. Xịt sạch cả các cái lỗ. Để xin cái con vặn không tải kìa. Để sạch một tí để xuống hơi xỉ. Bỏ sạch đi. Xì kỹ không? Em xì cái lỗ kỹ không? Cả hai bên luôn. Đèn xử lý đây con này cũng vừa mới vệ sinh nhưng mà không hết bậy kỹ không, em xì sạch đây.